Hôm nay tối rồi, sẩm tối rồi nhưng mà cái gì thiếu đi mua thì mấy quán đồ câu đây nó đóng cửa. Thiếu thính chảo. Còn có một tí thính chảo này. Chỗ này không đến một lạng. Gói cắm trứng thì kia nó đóng cửa hết rồi, thằng cu em nó nuôi chim. Lấy luôn cái gói cắm chim của nó. Chẳng biết là có ra gì không. Rồi thôi. Thử xem nó có hiệu quả không anh em nhé. Này thiếu thính chảo này, cắm trứng thì không đúng chủng loại. Dưới thính nền anh em. Ngấu lắm rồi anh em ạ. Cho mẹ ăn thì anh em cứ phang cơm nguội vào thôi. Đây cơm nguội thừa này. Là cái cắm trứng này nó có câu được không anh em?
Em thì hôm nay mình trộn khá linh tinh nhé, xem khi về thì có được cá mú gì không anh em nhé. Rồi xong rồi, giờ mình đi rửa đồ đạc xong là ra hồ câu thôi anh em nhé. Ra hồ câu thì mình câu tối nhá, ra đến hồ thì tối rồi. Ok, ra hồ Em có xuống đến gì hồ bây chắc giờ là mới mình nắm ra thính cái hồ ném, xem. tối thui thì chả biết quay cái gì nữa anh em ạ. Rồi cứ để đây là quay tạm tạm anh em nhé. Trời nó do nó câu tối nên anh em thông cảm nhé. Sao đi? Vào mồm. Con này phải 5 cân. Thôi không bật đèn, bật đèn ông Thì người Hoàng nó đấy cũng chưa sốt thể ruột. chẳng được thở như đúng Con rồi này đúng bé. không? Cũng được. Hút Lấy hút kìm đi đi. vào anh, thấy mày gông nguy hiểm Đúng quá. rồi. Dạ, lấy kìm đi. Cháu sợ gãy lưỡi rồi. Đấy, thôi sao? Cá nó dãy cái nhưng ăn cắm lợn.
Đấy, thấy chưa? Anh em hôm nay cũng giống như hôm trước này, có một chồi một rổ phi này. Một chồi một rổ phi hôm nay trộn mồi linh tinh. Này trộn mồi lên linh tinh nhưng mà may không bị móm. Ok, rồi hai cháu đi về. Chồi chắc chỉ cần rưỡi rổ phi khoảng 7 lạng. Hết đất.